Hello, chào mừng anh em đã đến với Thảo Ngọc Anime. Anh em thấy đó, một năm 2022 đã bắt đầu với hàng loạt cái tên anime hấp dẫn mới ra mắt. Vậy anh em đã nắm hết trong tay những bộ anime mới với nội dung chất như nước cắt chưa? Hôm nay hãy cùng với Thảo Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime mới đáng mong đợi nhất năm 2022. 10. Kageno Jisuryo Kusha ni Naritakute, thể loại hành động hài hước fantasy. Những anh hùng vĩ đại và những nhân vật phản diện độc ác là kiểu nhân vật mà đa số mọi người ao ước. Nhưng không phải Zed Kageno. Anh ta khao khát trở thành một kẻ chủ mưu thực sự đằng sau tất cả. Giật dây để mưu đồ của anh ta dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Trong kiếp trước ở Nhật Bản ngày nay, anh ta đã không thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng giờ đây, được tái sinh vào một thế giới của phép thuật, anh ta sẽ thể hiện bản chất thực sự của bóng tối. Khi Zed giả vờ chỉ là một nhân vật đám đông bình thường, anh ta chiêu mộ các thành viên vào tổ chức giả Shadow Garden của mình nhằm mục đích tiêu diệt giáo phái bí ẩn, ẩn nấp trong bóng tối. Với rất nhiều ảnh viên, Zed lãnh đạo tổ chức giả của mình chống lại giáo phái Diablos xấu xa. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, những gì mà anh ta bịa ra lại không hoàn toàn là giả. 9. Summertime Render, thể loại huyền bí siêu nhân shonen. Sau khi cha mẹ qua đời, Shinpei Azuro sống với chị em nhà Kofune, Mio và Ushio, nhưng anh đã chuyển ra sống riêng ở Tokyo. Nhưng sau khi Ushio mất, khi cố gắng cứu Shiori Kobayakawa trẻ tuổi, anh trở về nhà để tiếc thương cho sự ra đi của cô ấy. Tuy nhiên, những vết bầm tím quanh cổ của Ushio khiến nguyên nhân cái chết của cô ấy bị nghi ngờ. Lùi lại một bước, Shinpei tin rằng phải có một lời giải thích khác. Các thực thể nguy hiểm đi lang thang giữa những người dân trên đảo và linh hồn của Ushio đã qua đời yêu cầu anh cứu Mio như lời thỉnh cầu cuối cùng của cô ấy. Anh ta chắc chắn rằng có điều gì đó đang xảy ra và cái chết của Ushio chỉ là một mảnh ghép. Với sự trợ giúp của Mio và những người khác, Shinpei đấu tranh để tạo ra một tương lai mà anh, bạn bè và gia đình có thể sống sót. Nhưng anh ta càng điều tra thì một tương lai càng không thể xảy ra. Bóng tối này xâm nhập vào hòn đảo quê hương của anh ấy và anh ấy sẽ phải trải qua bao nhiêu đau khổ nữa trước khi tìm ra con đường đúng đắn để cứu vãn tất cả. 8. Tokyo 24th Ward, thể loại huyền bí viễn tưởng siêu sức mạnh. Đặc khu hành chính Viễn Đông, còn được gọi là Phương 24, là một hòn đảo nhân tạo nằm trong vịnh Tokyo. Shuta, Ran và Koki sinh ra và lớn lên trên đảo. Hoàn cảnh gia đình, sở thích và tính cách của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng họ là những người bạn từ thời thơ ấu luôn gắn bó với nhau. Tuy nhiên, một sự cố đã thay đổi mối quan hệ của họ mãi mãi. Một năm sau, ba người bạn tình cờ gặp lại nhau trong một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức cho vụ việc. Cả ba chiếc điện thoại của họ đột nhiên đổ chuông đồng thời. Bạn của họ, người được cho là đã chết, đang gọi điện và yêu cầu họ đưa ra quyết định về tương lai. Ba người bạn làm những gì mà họ tin là tốt nhất để bảo vệ Phương 24 và cư dân của nó. 7. Battle no Soresu, thể loại hành động drama lịch sử shoujo siêu nhân. Richard, người con trai thứ ba đầy tham vọng của House of York, tin rằng anh ta bị nguyền rủa từ khi sinh ra đến bóng tối vĩnh viễn. Nhưng đó có thực sự là số phận sắp đặt anh ta vào con đường hủy diệt hay những khao khát dày vò của chính anh ấy? Dựa trên bản nháp ban đầu của Shakespeare's Richard III, câu chuyện giả tưởng đen tối này tìm thấy người đàn ông có thể là vua đứng giữa các thế giới, giữa các giai cấp, giữa thiện và ác. 6. Orient, thể loại hành động fantasy shonen. 5 năm trước, Musashi đã hứa với người bạn Kojiro Kanemaki của mình rằng một khi lớn lên, họ sẽ trở thành samurai, thành lập liên minh và thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt quỷ. Nhưng kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi. Với việc ma quỷ ngày nay được xã hội ca tụng và tôn thờ, các
các samurai bị xa lánh và miệt thị. Sợ để lộ ước mơ trở thành samurai, Musashi hòa mình vào giáo điều của thị trấn bằng cách trở thành một thợ mỏ, trong khi bí mật rèn giũa kiếm thuật của mình. Trong khi đó, mặc dù là hậu duệ trực tiếp của một samurai, Kojiro từ bỏ lời hứa với người bạn cũ của mình. Tuy nhiên, sau khi cứu Musashi khỏi trải nghiệm cận kề cái chết, quan điểm của anh ấy đã thay đổi. Mặc dù vẫn còn mâu thuẫn, Kojiro bắt đầu một cuộc hành trình với Musashi với hy vọng tìm ra cảm xúc thực sự của mình. Chiến đấu chống lại tất cả các thách thức, bộ đôi lao đầu vào thế giới vô danh của những con thú giết người. Không biết cuộc sống sẽ có gì dành cho họ. Giờ đây, trên những con ngựa sắt, các anh hùng 15 tuổi lên kế hoạch khôi phục danh tiếng đã bị hoen ố của các samurai và thanh trừng thế giới của quỷ. Năm, Babo, thể loại lãng mạn viễn tưởng. Ở Tokyo, nơi trọng lực bị phá vỡ, một chàng trai và một cô gái bị cuốn hút vào nhau. Câu chuyện lấy bối cảnh ở Tokyo. Sau những quả bong bóng phá vỡ quy luật trọng lực trút xuống thế giới, bị tách biệt với thế giới bên ngoài, Tokyo đã trở thành sân chơi cho một nhóm thanh niên mất gia đình, đóng vai trò như một chiến trường cho các trận đấu của đội parkour khi họ nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Hibiki, một con át chủ bài trẻ tuổi nổi tiếng với lối chơi nguy hiểm, một ngày nọ thực hiện một hành động liều lĩnh và lao thẳng vào vùng biển uốn cong trọng lực. Cuộc sống của anh được cứu bởi Uta, một cô gái có sức mạnh bí ẩn. Sau đó, cặp đôi nghe thấy một âm thanh duy nhất chỉ có thể được nghe thấy bởi họ. Tại sao Uta lại xuất hiện trước Hibiki? Cuộc gặp gỡ của họ dẫn đến một tiết lộ sẽ thay đổi thế giới. Bốn, Seagull Kuraku, thể loại hành động phiêu lưu lịch sử shonen siêu nhân. Gabimaru the Hollow là một trong những sát thủ ninja hùng ác nhất từng ra khỏi làng Iwakakure. Anh ta làm việc hiệu quả đến tàn nhẫn, nhưng sự phản bội khiến anh ta bị kết án tử hình. Chỉ có một hy vọng duy nhất, du hành đến một hòn đảo ẩn giấu từ lâu và thu hồi một loại thuốc tiên có thể làm cho tướng quân bất tử và anh ta sẽ lấy lại được tự do của mình. Thất bại không phải là một lựa chọn trên hòn đảo này. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một sợi tóc. Ba, Blue Lock, thể loại shonen thể thao. Bạn không thể là tiền đạo số một thế giới trừ khi bạn là nhà đàm phán số một thế giới. Để nuôi dưỡng một tiền đạo có thể dẫn dắt Nhật Bản giành chức vô địch World Cup, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã lên một kế hoạch. Họ gọi nó là Blue Lock Project. 300 học sinh trung học được tập hợp lại, tất cả đều là tiền đạo. Ai sẽ là tiền đạo được sinh ra từ sự hy sinh của 299 sinh mạng vì bóng đá? Người sẽ cách mạng hóa nền bóng đá Nhật Bản. Anime bóng đá cuồng nhiệt gay cấn nhất trong lịch sử sắp bắt đầu. Hai, Psy X Family, thể loại hành động hài hước shonen. Mỗi người đều có một phần của mình mà họ không thể cho ai khác thấy. Vào thời điểm mà tất cả các quốc gia trên thế giới đang tham gia vào một cuộc chiến tranh thông tin khốc liệt xảy ra sau những cánh cửa đóng kín, Ostania và Westerlis đã ở trong tình trạng chiến tranh lạnh với nhau trong nhiều thập kỷ. Bộ phận tình báo phía đông Westerlis Wise cử điệp viên tài năng nhất của họ Twilight theo mật vụ tối mật để điều tra các hành động của Donovan Desmond, chủ tịch Đảng Thống nhất Quốc gia của Ostania, người đang đe dọa các nỗ lực hòa bình giữa hai quốc gia. Nhiệm vụ này được gọi là chiến dịch Streets. Nó bao gồm tập hợp một gia đình trong một tuần để xâm nhập vào các cuộc tụ họp xã hội được tổ chức bởi ngôi trường ưu tú mà con trai Desmond theo học. Twilight lấy nhân dạng của bác sĩ tâm thần Lord Fogger và bắt đầu tìm kiếm các thành viên trong gia đình. Nhưng Anya, cô con gái mà anh ấy nhận nuôi, hóa ra lại có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người, trong khi vợ anh, Yor, lại là một sát thủ. Với lợi ích riêng của mỗi người là giữ kín những sự thật này, họ bắt đầu sống cùng nhau trong khi che giấu danh tính thật sự của mình.
Hòa bình thế giới giờ đây nằm trong tay của gia đình mới toanh này khi họ dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. Một, Chainsaw Man, thể loại hành động phiêu lưu ác quỷ shonen. Câu chuyện lấy bối cảnh là một thế giới mà ác quỷ được sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người. Ác quỷ thường nguy hiểm và ác độc, sức mạnh của chúng tỷ lệ thuận với nỗi sợ hãi mà chúng gây ra. Tuy nhiên, con người có thể lập hợp đồng để sử dụng sức mạnh của chúng và có những cá nhân chuyên săn những con quỷ, được gọi là thợ săn quỷ. Quỷ có nguồn gốc từ địa ngục và tồn tại trong một chu kỳ giữa trái đất và địa ngục. Chúng di cư đến trái đất khi bị giết ở địa ngục và ngược lại. Cư ngụ trong địa ngục là những ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là Primal, Fierce, chưa bao giờ bị giết. Denji là một thợ săn quỷ bán thời gian, chỉ cố gắng tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Sau khi bị giết trong một công việc, anh ta được hồi sinh bởi con chó cưng, Pochita của mình, và trở thành một thứ gì đó mới mẻ và nguy hiểm, Chainsaw Man. Trên đây là top 10 anime mới đáng mong đợi nhất năm 2022 mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngập Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!